Chào em. Trên thương trường người ta hay gọi anh là Thiên Vũ, nhưng bước ra đường người ta hay gọi anh là Sư Gà. Hiện tại anh đang là chủ một doanh nghiệp và là nhà đầu tư các dự án về lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng tại Đà Lạt và Đà Nẵng. Công việc của anh thì liên quan đến những con số mà em cũng biết đó, tính toán nhiều thì thường rất là đau đầu. Nên khi bước ra khỏi văn phòng, anh chỉ muốn dành thời gian để tận hưởng cuộc sống riêng theo cách của mình. Trời ơi, hưởng cái gì mà hưởng dữ vậy? Tài sản mà anh tích góp được tới tận bây giờ không giá trị bằng cơ hội được gặp gỡ em lần này. Vì vậy đến với anh, em không cần nghĩ nhiều về tương lai, mà mình hãy cùng nhau trân trọng khoảnh khắc này em nhé. Wow. Trời ơi. Cái mặt vui vui á nha, cái mặt này cũng quậy quậy vui vui à. Nãy lúc bước ra là biết rồi. Chịu chơi chứ mày không đâu nha. Báo nhẹ cho mấy anh chị biết, dạ người ta đang kinh doanh một số cái gọi là resort nhẹ. Resort nghỉ dưỡng du lịch dạ, rồi đó. Ở Đà Nẵng đó mấy anh chị, biển vàng biển bạc mà right. Ủa Đà Nẵng hay Đà Lạt? Đà Nẵng thưa anh, Đà Lạt biển nào bơi ở ngoài? Ai biết. Dọn biển rồi lên Đà Lạt mà bơi. Hai cái luôn, có Đà Nẵng có Đà Lạt. Đà Lạt. Bây giờ là anh này là cái đà là anh có rồi nè, đúng không? Tôi không biết sao chứ riêng cái ông này là loại được cái màu tím rồi đó. Đúng rồi. Trời ơi sao chương trình bên đây ưu ái lọc quá. Giang thấy sao cưng? Phải nói là anh này có một cái background rất là tốt. Lên xe này rồi phóng đi này, rồi là dừng ở trước một cái hồ nước này, rồi đột nhiên là đứng xuống dưới này, vuốt tóc này, tuyệt vời lắm. Con bé biên tập nó xúi anh làm gì? Mà em thì em nghĩ là giới đầu tư á, họ tiếp xúc và tiếp khách rất là nhiều, nó rất là dễ gặp những gỡ những cái cô gái xinh đẹp đó, cho nên là em lại hơi hơi sợ là anh này anh không có an toàn lắm. Mặc dù là background tốt nhưng mà trước mắt là chắc là mình sẽ chọn là anh này anh đã có chủ rồi. Bạn Kiên Vũ này thấy quen lắm, không biết có gặp nhau ở đâu chưa. Bạn tên xôi gà đó, có nhiều khi ăn xôi gà gặp nhau không? Có ăn xôi gà gặp nhau đâu, nhiều khi có ở resort nào có ổng chưa không biết luôn. Nghi nghi lem lem miếng tím nữa. Vậy hả? Ờ. Mà đúng rồi, đúng ngay dưới cái bảng đó nữa. Đúng ngay cái đúng cái khu vực đó, sao cứ chiếu ngay đó không ha? Anh nói em mới để ý đó. Có khi nào mà đi chơi gặp chung hội với mấy bà bạn gặp không ta? Mấy bà bạn luôn hả? Trời đất ơi. Ủa vậy là anh Đức có nằm trong cái hội đó luôn hả? Hội chị em bạn bà đó. Mấy bà bạn chơi nha cho vui. Đâu thôi giờ tạm đi vòng một, mình để miếng này cho nó có sự khác biệt. Màu tím. Em sao dạ? Ủa sao lúc nào chị Giang cũng là người cuối cùng? Trời ơi mẹ mà. Từ lúc mà Tuấn Dũng xuất hiện là chị sốt luôn. Sốt tới giờ chưa hạ nhiệt. Chưa hạ nhiệt. Thương mẹ quá. Tất cả mọi thứ everything, everything ok. Nếu mà đi cái xe màu xanh lá thì hay quá. À sao vậy? Nếu mà anh đi cái xe màu xanh lá là em đã cho anh cái bảng xanh lá rồi. Nhưng cái xe màu đỏ anh à. Trời ơi. Để ý quá. Màu đỏ. Màu đỏ là chỉ có con gái thích thôi hả? Dạ không, màu đỏ chứng tỏ là đã có chủ đó chị. À, màu đỏ. À, anh rất tốt nha, em rất tiếc. Bác á thì qua thưa bác lẹ. Hồi nãy góp ý là bây giờ có sửa đổi liền bác, đúng rồi bác. Nhớ. Con người mình phải tiếp thu. Đúng rồi. Đừng có để người ta nói hoài mình ta nói mình lì. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Hợp lý đó, hợp lý. Bác thì bác nhìn cái mẫu người của con thì bác rất là thích, chững chạc, đàng hoàng, mặt mày sáng sủa, công danh sự nghiệp đầy đủ. Đúng. Nãy có nói mà, tương lai em khỏi lo, hãy tận hưởng giây phút này. Đúng rồi, nghỉ dưỡng thoải mái em nha. Đó. Cho mẹ ăn phòng. Cho mẹ ăn phòng. Cái gì vậy? Cho mẹ ăn phòng. Ờ, cho mẹ. Mẹ cũng thích đi du lịch. Vô à. Bác chọn cho con cái màu xanh độc thân. Ok. Bác chấm con. Khán giả các bạn nghĩ sao? Trời ơi, quá xuất trời sắc. Trời ơi. Oh my god, 19% đã có chủ, 81% độc thân hả? Và không có giới tính mà. Lộn mày, mấy bà bạn lộn. Không bạn, mấy bà bạn nhận lộn mặt. Mặt này xạo. Nó giỡn thôi chứ đưa vẫn đưa cho có cái sự lựa chọn của mình. Thôi kệ đi, lỡ rồi lát vòng 2 mình sửa lại. Bonjour mademoiselle.
J'espère que tu as passé une très bonne journée. Et ce soir, tu vas droit au but. Không biết là em có hiểu những cái câu nói mà anh vừa mới nói hay không? Anh sẽ dịch qua để cho em có thể hiểu hơn. Đấy là xin chào em. Anh hy vọng là em đã có một ngày rất là tuyệt vời. Và tối nay là cơ hội để cho em ghi một bàn thắng quyết định. Và đấy là một câu nói rất là nổi tiếng của các cổ động viên đội bóng thành phố Marseille, một thành phố miền Nam của Pháp. Và anh tên là Linh Lê. Hiện tại thì anh đang sinh sống ở tại Paris, thủ đô của Pháp. Công việc chính của anh là giám đốc của một công ty phân phối độc quyền trong một nhãn hàng về rượu vang Pháp và có vẩy vàng ở bên trong rất là nổi tiếng. Wow. Có tên là Gold Emotion. Ngoài ra hiện tại ở châu Âu anh cũng đang làm một nhiếp ảnh gia và anh thường xuyên phụ trách những cái shoot hình cho những nghệ sĩ ở tại Việt Nam cũng như là hải ngoại mỗi khi mà họ có chuyến lưu diễn tại châu Âu. Trong cái công việc của anh ấy, thì anh là một người đòi hỏi cái sự hoàn hảo, toàn mỹ. Nhưng mà trong cuộc sống cũng như là trong tình cảm của anh, cái điều tuyệt vời nhất đấy là cái sự thấu hiểu mà không cần phải dùng quá nhiều từ ngữ. Anh hy vọng là với cái phần giới thiệu của mình thì em biết là mình sẽ phải lựa chọn như thế nào. Ôi trời ơi, em biết là mình phải lựa chọn như thế nào. Ôi, khẳng định nha. Báo nhẹ cho bạn biết, cái ông này ông chụp hình cưới với tôi bên Pháp. Anh thấy. Anh này được một người bạn của Thành ở bên Pháp giới thiệu, bảo rằng nghệ sĩ mà qua là kêu ảnh nhiều lắm tại vì ảnh chụp rất là đẹp. Thì đúng như vậy, trong cái buổi mà vô tình đi Pháp hay chồng chuẩn bị đám cưới thì cứ nhờ anh này anh chụp hình cưới. Tôi còn nhớ bữa đó trời 3 độ, hai đứa tôi như hai con chuột. Cứ vừa ra bung áo chụp 2-3 đúng 3 giây trôi chùm bền đi. Mà tội nghiệp ổng một mình, ổng phải đứng dưới ngoài trời rất là lạnh luôn để mà chụp xong cái bộ hình cưới đó. Thì cái anh này rất là quyết đoán, mà nếu anh nhìn thì anh chắc chắn luôn là cái màu tím là không có đâu. Cái mặt giống giống Tuấn Hưng đúng không? Dạ. Là cái kiểu mà này, em nói cho nghe nhá, đừng động vào người yêu của anh, ok? Em hiểu chưa? Đây là của anh. Đấy, cái kiểu đấy đấy đó. Rất là men. Nếu em ở với anh này thì trước tiên là anh thấy là không biết cái gì. Được, đầu tiên là được có thẩm mỹ, được bảo vệ. Còn cái chuyện mà em có bảo vệ được mình hay không, đó là chuyện của em. Rồi, Tuấn này sao? Em có coi vài shot hình của anh á, em thấy được cái sự nam tính của anh toát lên từ tấm hình luôn á. Coi hình mà biết nam tính luôn, ghê vậy. Kiểu em đoán vậy thôi. Kiểu em đoán vậy thôi. Kiểu em đoán vậy thôi. Sao em nhạc được như vậy vậy Tuấn? À, ghê sợ luôn à. Thấy chưa? Em thấy là... Bạn giữ cái đồng hồ của anh kìa. Dạ đúng rồi. Chớp quá chớp. Sáng quá. Sáng quá sáng. Trời, che lại liền. Tôi đứng bên đây mà nó chớp, từ bên kia nó chớp qua đây mà thiệt. Em nghĩ anh này là đã có chủ rồi. À, cái gì thiệt hả? Vâng. Anh này em cứ đoán lắm luôn á. Tuấn mới nói là cảm giác anh này đang có chủ anh. Có nói lại không? Kiểu không? Kiểu mà trình liền. Không, nhưng mà thế này, anh ta hiện đang sinh sống ở Pháp nha. Tại vì anh qua Pháp anh mới gặp ảnh. Thì bây giờ ai rảnh đã có vợ phóng từ Pháp về tham gia cái chương trình, phải có lý do gì người ta mới tham gia một cái chương trình vậy? Tự nhiên Pháp rảnh ta bán rượu có bao nhiêu tiền, đúng không? Suy nghĩ cho kỹ nha. Em không hiểu sao nhưng mà em nhìn anh á, em thấy có một sự rất là vững chãi. Mà thậm chí sao em tưởng tượng luôn đến cái lúc anh ôm một đứa bé là con anh trong lòng anh luôn á. Em tưởng tượng đến mức độ đó luôn á. Và em nghĩ rằng là anh đã có chủ rồi. Em thì nghĩ anh độc thân. Cũng có thể là cái trường hợp đã ly hôn. Anh rất là nghệ sĩ. Một người phụ nữ mà sống được với người nghệ sĩ cũng là khó đó. Nghĩa là có cái gì đó rất là ấm áp, nhưng mà chưa hẳn là bạn có thể dễ dàng bước vào cái thế giới của anh ta đâu. Bởi vì nó cũng không phải là chỉ warm, chỉ chả ấm, mà còn rất là nhiều sự tinh tế hay và là cái sự gai phức tạp, trong gai góc trong đó nữa. Bây giờ thế này nè, anh tiếp nối với cái ý của Tường nha. Anh nói với mọi người luôn thế này: ai cũng thích sở hữu cái người đàn ông mà có tất cả những cái yếu tố mình đưa ra hết. Đời đẹp trai nè, nhà giàu nè, phải tinh tế nè, phải sâu sắc nè, blum la. Em có bao nhiêu bản lĩnh để em đòi hỏi cỡ đó?
đúng chưa? Em thú vị bao nhiêu thì em hãy chọn cái người bấy nhiêu. Em không đủ cá tính, em không đủ thú vị, em đừng đòi hỏi của người đàn ông quá hoàn hảo. Bản thân mình không có match được với người ta thì thời gian cũng gãy thôi. Thì nếu em tự tin thì anh nghĩ rằng anh này rất đáng đi trải nghiệm, đúng không? Rồi, bây giờ Tuấn với lại Tường chốt lại luôn nè, cả hai được. Em cứ cùng nghĩ sao? Em độc thân. Em vẫn nghĩ là anh có vợ rồi, và cái kiểu anh hơi giống một cái hình tượng của anh Việt Max á. Cái là kiểu rất là chất, và kiểu, và cái cách anh sắn quần em thấy rất là underground, rất là chất và sống rất là phóng khoáng. Là vợ anh ta cũng chất nha. Kiểu vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ở với anh này phải chất. Dạ. Ở anh này không chất đuổi gì à? Cái ý của anh Thành cũng rất là hay, nhưng mà em vẫn giữ nguyên quan điểm là đã có chỗ. Ok, đây là vòng 1, chúng ta có quyền. Thực sự em nhiếp ảnh ra thì thường chụp cho người khác nhiều. Em thấy họ ít thích chụp hình lắm. Tuy nhiên ta chỉ lăn tăn rằng những cái bức hình đó của anh là một cái người đồng hành cùng với anh chụp. Và Giang không nghĩ người đồng hành đó là một người bạn nam bình thường. Thôi bây giờ như vậy này, vòng 1 tạm thời nó là cái cảm xúc. Còn đúng hay không thì hạ hồi phân giải. Thì trước mắt là Giang cũng nghĩ là anh này đã có chủ rồi. Ok. Vậy thì khán giả nghĩ sao? Hai mươi ba phần trăm đã có chủ, 76% độc thân và 1% giới tính thứ ba. Ý kiến này có vẻ cũng hợp lý hả? Chào em, anh tên là Michael Trương, tên Việt của anh là Triệu Ngân. Anh đang là Business Development Manager cho một trong những công ty quản lý quỹ tài chính lớn nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, anh rất đam mê với công việc pha chế. Từ lúc ở Canada, anh đã từng tham gia các cuộc thi về bartender. Sau 2 năm về Việt Nam, anh có mở một cocktail bar. Anh nghĩ mình có thể mang lại hạnh phúc cho ai đó sau một ngày bằng một ly cocktail. Và anh nghĩ anh có thể làm điều đó cho em. Anh sinh ra và lớn lên ở Canada, nhưng anh cảm thấy mình không thuộc về nơi đó. Cho đến khi anh quyết định về Việt Nam, anh mới cảm giác là mình thật sự trở về nhà. Anh nghĩ vì có em. Nói chung là Canada để phải hỏi đây nhá. Đúng. Da 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 da. Việt kiều. Da 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 Canada. Việt kiều á mà sống ở Canada như này này, rất là boring. Và bình yên. Nó bình yên, nó buồn chán lạnh lắm. Lẽo, cô đơn. Lạnh lẽo, cô đơn. Thường là người ta sẽ có cái xu hướng là có người ở cạnh, mà cậu cạnh trong một thời gian dài luôn đó nha. Họ ít khi có cái khoảng thời gian độc thân lắm. Có thể họ chia tay nhưng mà họ sẽ có cái cơ hội tìm kiếm người khác luôn. Bạn trai em hồi xưa là như thế nào? Thì cái lúc đó là cũng vừa anh ấy vừa mới có kết thúc một cái cuộc tình, thì gặp em thì là bắt đầu cuộc tình của em đó. Coi như là vừa xong là ngay luôn đó phải không? Nhưng mà sau em thì cô đơn lâu, bởi vì kiểu em cũng khó quên ý. So, đấy, anh nghĩ đi, mấy ai mà giống như em hiểu không? Đúng thì không, nó sẽ đúng không anh Đức đồng ý không? Đúng rồi, đúng rồi, cho đúng nên là cái khả năng anh này độc thân nó khó lắm. Mà làm tài chính nữa trời đấy, ơi. Bạn gái của anh này có thể là một cái người mà em nghĩ là cũng rất là giỏi luôn. Cũng có thể là một cái người phụ nữ cũng rất là năng động. Và em nghĩ là thậm chí là họ đã tiến tới một cái điều gì đấy rất là chắc chắn rồi ý. Chứ không phải chỉ đơn thuần là yêu nhau, tìm hiểu okay đơn thuần đâu. Đúng đồng không? Ý nha, đồng ý nha. Đồng ý nha. You have to read. Ê nhưng mà Tú nãy giờ Giang nó phân tích em cười cái gì Tú? Nè. Hả? Em cười cái gì? Cười vui. Ý là Tú, cái đoạn mà chỉ bằng người ta khó quen chị em cười đúng không? Hả? Em kiểu em vừa khinh thường chị đúng không? Không, từ xưa giờ em vừa khinh thường chị đâu. Thế sao em cười cái đoạn đó là như thế nào? Từ xưa giờ nó không quan tâm em luôn, nó khinh thường gì. Ngày hôm qua ngày xem với Tú thân lắm đó. Ngày xưa em rất là thân. Thân không? Thân. Từ những ngày đầu tiên vào Sài Gòn đó. Sao giờ hết thân rồi? cái tính của em, người ta chơi với em một tí thôi. Người ta chỉ tiếp xúc với em khoảng một tháng thôi. Tháng thôi là bỏ em luôn. Người ta sẽ bỏ em luôn. Và cho tới bây giờ cũng không ai chơi với em mấy. Rồi sao? Rất là hy vọng này sẽ độc thân, tại vì nó quá tốt. Tốt về mọi thứ luôn. Ê cái mặt ổng chân thành lắm á nha. Em bảo này, nếu như mà ví dụ mà
Em cần mà proposal để giống anh đầu tư vào cái quỹ của em á. Anh xem xét như nào thì em đổi cái bảng ấy cho anh được không? Giang Giang nói nghe là cái đổi cái bảng em không giúp ích được gì ảnh đâu nha. Bỏ xuống cho em nha. Ừ. Cho dù em cái dơ cái màu xanh mà ngày hôm nay ảnh có cái quỹ anh muốn đầu tư thì anh đầu tư vô ai? Con người. Đầu tư vô bên này chứ em nghĩ sao đầu tư vô em? Ừ ha, đúng rồi ha. Thấy chưa? Em thấy em sai chưa? Em Đức sai ơi, rồi. Sai thì kệ người ta, mình lo mình đi. Bình luận đi Đức. Ừ. Tự nhiên vô dạy người ta chi vậy? Ý là ê, tự dưng anh dạy dỗ em. Anh dạy dỗ em là cái động tác nó kỳ đúng không? Cha chú gì em cảm giác như một cái người chồng mà quát vợ vậy nó. À, ngại quá. Bữa nay ê, thời tới cản nổi nha. Thì ý anh cũng muốn là em phải ngoan. Ý em cũng muốn là em làm vợ anh á. Không, em phải ngoan thì tất cả những cái gì nó cả những cái gì nó thì ý quen trước đã rồi tập tính trung sau đi. Ờ thì tập trung nè, từ nãy giờ tôi thấy thả thính hơi nhiều rồi nha. Đây là người ta đỏ, cái gì hết người ta đỏ nha. Cái cảm nhận riêng của anh với một cái người Việt kiều ở Canada và anh đó nói là anh đó cảm thấy cái nơi đó không thuộc về mình và anh ấy muốn trở về để thử sức những cái công việc của mình cũng như là tìm kiếm những cái gì đó nó thú vị hơn. Khoan Đức, anh nghe cái câu cuối cùng đi. Anh về đó bởi vì nơi đó anh cảm giác feel like home, bởi vì là ở đó có em nào. Thì bây giờ anh ấy là feel là em đó anh ơi. Anh ấy feel là về cái home. Nhưng mà cái home thì muốn làm chương trình gì mấy cái điều này á, thiệt á. Đổ hết cả da gà. Bây giờ đọc thơm phải không? Anh này có một cái điều mà em cực kỳ thích luôn, đó là làm pha chế rượu. Tức là tất cả những người phụ nữ tâm trạng buồn hay vui, họ chỉ cần khi mà cái ngồi cái bartender á, họ pha chế một cái ly rượu hợp đúng với tâm trạng của người phụ nữ đó, nói thêm vài hai ba câu ngọt ngào nữa, người ta rụng liền. Tú màu gì nhở? Tú màu em gì? Em màu độc thân. Khi mà Giang nói đó là mình thấy đúng ý mình muốn nói luôn á. Nhưng tôi rất là muốn cho anh đó với bạn mình có cơ hội, đúng không? Đúng mình không? Mình càng muốn cô gái hạnh phúc mình càng phải khó tính, phải khắt gao, đúng không? Ồ thì Miu rất là phân em anh em rất là phân vân hắn này nè anh. Ồ anh không cãi nha, anh chưa bao giờ cãi nha, anh không có ý định gây lộn với lộn gì đâu, anh không có ý định gì hết, anh hiểu, anh chưa bao giờ cãi em. Không bao đừng bao giờ cãi Miu nha. Nó quay qua nó cầm như nè, chứ không kiểu nè. Ê anh em có anh hai này nha, anh ơi anh không có ý định cãi em luôn á. Em không có ý đó. Em thấy là Giang phân tích cái màu này cực kỳ đúng luôn, nhưng mà em thề là em muốn. Dạ em cực kỳ muốn này. Thật ra chúng ta đều muốn, cứ việc đưa thôi, ra hy vọng muốn sao gì rồi đó bạn. Ê bạn, hồi nãy tôi cũng nói bạn là tôi muốn này, nhưng mà giờ tôi cũng muốn nữa, ta muốn hai lần nha, bạn đừng nói tôi lương lẹo nha. Thôi phải công nhận là bà tham gia show bà hay áp đặt cho người khác là nói bà, chứ người ta không có nói. Không ai nghĩ khán gì giả cái ơi, khán giả bình chọn đi, nữa nói tới sáng đó bình chọn đi. No way. Ê, xanh nhiều. Rồi, xanh nhiều. Cannot. Mấy em ơi, người ta làm tài chính cho người ta cơ hội. Cứ chừng nào qua vòng 2 từ từ đã, chờ chưa gì hết trơn. Người ta tính toán kỹ lắm chưa đâu. Thì không. Không. Chào em, đã bao giờ em nghe đến thôn Hạnh Phúc, tỉnh Hòa Bình chưa? Nếu chưa thì xin em nhớ cho kỹ nhé. Vì đây có thể là ngôi nhà hạnh phúc của em và chồng em sau này đấy. Anh là Ngọc Anh. Đây là villa nghỉ dưỡng của gia đình anh đang kinh doanh. Và hiện tại anh đang làm quản lý tại nơi đây. Anh sinh sống chính và làm việc tại Hà Nội và thường dành một vài ngày trong tuần tại đây. Anh luôn muốn đảm bảo rằng mọi vị khách khi đến đây đều có những trải nghiệm hài lòng nhất và tuyệt vời nhất và mang một nỗi nhớ để có thể quay lại nơi này. Chính vì vậy, anh luôn muốn nhân viên của mình có được cái tinh thần trẻ trung và hiếu khách cũng như là anh vậy. Anh không biết mẫu đàn ông của em là như thế nào, nhưng anh muốn người phụ nữ bên cạnh mình có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của anh. Dù có khó khăn trong cuộc sống, tình yêu hay là công việc, chắc chắn là một người lạc quan sẽ vượt qua được những thử thách này một cách tốt hơn, đúng không em? Và cho anh hỏi một câu cuối nhé. Em có muốn dành thời gian trong tương lai của mình ở thôn Hạnh Phúc cùng với anh không?
He looks young. Yeah, he's young. He looks like a baby. Tên gì anh nhớ hồi nãy em không nghe Ngọc rõ lắm. Ngọc Anh em. Mấy người tên anh thì thường thường dễ thương thật lòng lắm. Em chỉ bảo anh. Em đã cố bỏ qua những cái căn villa rồi những cái điều kiện của bạn ý. Thì chị thấy là bạn này chắc chắn không phải là màu tím. Cái cách mà bạn ấy ngồi nói chuyện tất cả mọi thứ thì cảm giác là một người đàn ông đó, không có tím đâu. Chỉ là nhìn tiếc, bạn này biết đánh đàn. Những cái người đàn ông mà biết chơi piano đó thì thường là lãng mạn nha. Và ngọt ngào, thích làm những cái điều lãng mạn và bất ngờ cho người yêu của mình. Chị lại bỏ qua tiếp cái hồ bơi của cái villa của anh ấy nha. Thì đến cái đoạn mà anh ấy tiếp đón cái vị khách đó, yeah. Thì chị thấy rằng là đây lại là một cái người đàn ông mà ân cần và chu đáo nữa. Tại sao gia đình của anh ta lại giao cho anh ta quản lý cái villa này? Bởi vì họ biết là cái tính cách của cái chàng trai này có cái sự chu đáo, tỉ mỉ và ân cần. Thì chị nghĩ là một cái đàn ông mà tinh tế như vậy thì có thể sẽ biết cách giải quyết mỗi khi mà em tò mò những cái câu chuyện nó quá riêng tư và quá nhỏ nhặt. Thì có thể đây cũng là một cái người đàn ông tốt. Chỉ có điều là anh ta còn độc thân hay không. Đó, thì chị vẫn hy vọng rằng là anh ta độc thân vì có vẻ tương đối hợp với em. Ok, single. Hồi nãy khi mà nói là hôm nay là top những cái bạn mà có tài sản gọi là kết xù thì chị Giang bảo là không quan tâm, không quan tâm. Tới khi mà chiếu clip một cái là chỉ là miệng chữ A, mồm chữ O liền. Chị phải bỏ qua cái villa, chị phải bỏ qua cái hồ bơi không, em ơi. Chị A cái đầu tiên là thôi, bạn này bạn ấy trẻ trông trẻ trung quá. Chị đừng giải thích nữa. Trời cây đàn đẹp quá. Cái con vịt trong hồ cái bơi xinh quá. Cái đàn không có gì đẹp hết trơn. Em bước lại đi, cái đàn không có cái gì đẹp hết á. Anh ơi, em không quan tâm vật chất. Em là một người phụ nữ cô đơn. Ngoài sự nổi tiếng và xinh đẹp ra thì em không còn gì ngoài tiền. Em cô đơn lắm. Em không có cần quan tâm vật chất làm gì hết. Đúng không em? Em không biết, em không quen chị. Mom, maybe that's why you can't find someone. Yes, you're too picky. Bây giờ Bảo Anh nói câu công tâm nè, em thấy làm sao? Đó, bị em lướt hết mấy cái nhà lầu xe hơi giùm anh cái coi. Lướt luôn cái hồ bơi cái coi. Thật ra để mà nói thì chị Giang nói cũng đúng nhá. Nếu như mà những cái người mà phụ nữ mà nhan sắc nè, xinh đẹp nè, công việc ổn định nè, mình có thể làm chủ cuộc sống của mình thì mình cũng không có cần quan tâm nhiều quá đến vật chất. Nhưng mà có thì nó cũng được em. Nhưng mà đúng không? Đó, thì nó cũng là một cái điều kiện đầu tiên, yeah. Gọi là một cái điểm cộng. Hiện tại là chị thấy đẹp trai, tên thì giống tên chị là chị thích rồi. Đó, cái nữa là thường thường thì phụ nữ yêu bằng tai mà. Cái anh này thì anh lại là rất là ngọt ngào. Thì coi chừng là anh ngọt ngào với em mà anh cũng ngọt ngào với nhiều người nữa. Đó, nên là tạm thời là mình cứ để đấy đã, yeah. Xong rồi mình phải nghe thêm bốn người còn lại xem như thế nào, yeah. Còn nếu mà xét về độ đàn ông thì chắc là chị cũng nghĩ là bạn không có phải là màu tím đâu. Chị cũng như chị Giang thôi. Nhưng mà độc thân thì hên xui nha, yeah. Đó, bây giờ sao nhỉ? Không hy vọng gì giờ này hết. Cái gì trời, tao trẻ măng vậy mà không hy vọng gì giờ này. Nhưng mà biết đánh đàn xong rồi kiểu mà nói chuyện ngọt ngào thì em nghĩ là... Thôi em nghĩ cái gì em cứ dơ, không sao. Thôi mà. Chị nghĩ là đã có chủ tạm thời là như thế đi. Dạ. Đấy, okay. Nhá. Anh nhìn em một cái. Thật sự là cái mái tóc này làm cho em trẻ hóa. Theo cái kinh nghiệm mà bạn anh á, những người đàn ông á, thì những người nào mà chơi piano thì thường là sẽ là ít nói nè, thích ổn định. Và đặc biệt nhìn vô cái công việc của em rồi cái tài sản em đang sở hữu thì qua một quá trình ổn định rồi thì nó mới có một cái như vậy. Thì anh có cái cảm giác em là người đã có chủ, chắc cũng chưa cưới đâu nhưng mà gần nghĩ tới chuyện đó rồi. Anh đoán vậy. Phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Đúng không, đúng không? Đã có chủ à? Giống em, sure, yep. I think you're right with that hairstyle. He looks very young actually. But I think because he's a manager of a villa, that he also knows how to control things. He's like a conductor, maybe like her, uh-huh. You know, because he has to run a business, run a hotel, manage people. But the only thing, my problem is he probably too young. I don't know, with just by his face, but everybody looks young nowadays, so I don't know. But I think he's probably green, single. Yes. I think so. As I think, the same. Đó là những suy nghĩ của mọi người. Và mời quý vị khán giả.
22, 76 và 2%. Như vậy là anh này cũng được bình chọn khá nhiều. Xin chào em, anh là Hải Đoàn. Anh đến từ Hà Nội và hiện tại anh đang điều hành công ty riêng tại đây. Từ lúc trưởng thành, anh luôn nghĩ rằng người đàn ông là phải có sự nghiệp vững chắc thì mới tự tin mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình. Chính vì vậy, anh luôn nỗ lực không ngừng và hiện tại anh là đồng sáng lập kiêm chủ tịch điều hành công ty trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển và thương mại điện tử. Hiện tại công ty đã hoạt động được 3 năm và đang phát triển ổn định đúng như theo kỳ vọng của anh. Có thể nói, anh là một người phân định rõ ràng trong công việc và đời sống. Trong thương trường, anh là một người lạnh lùng, quyết đoán. Nhưng khi gạt bỏ những áp lực trong công việc, anh lại là một người thích tận hưởng. Mẫu người của anh chỉ đơn giản là một cô gái có nụ cười khiến anh có thể gạt bỏ hết mọi mệt mỏi. Ở độ tuổi này, khi mà ai cũng đã lập gia đình và cứ mỗi lần nhận được thiệp hồng, anh lại thở dài, bao giờ mới tới lượt mình đây. Và bây giờ đã đến lượt của anh và em, đừng xoay vào ôm mất lượt em nhé. Phải nói là anh này ở trên hình là đẹp hơn ở ngoài rất nhiều nha. Đợi xíu, để tôi gọi tôi kiểm chứng. Em thấy đẹp mà. Em lại gần đây nhìn có thể dễ chịu hơn rất nhiều, tại vì nhìn từ xa cái đèn nó sáng qua cái mặt anh ấy có vẻ hơi rộng á. Ừ. Không, đẹp. Anh ấy đang xài dầu thơm Aventus của Creed. Thơm lắm anh ơi. Dầu này là 8 triệu một chai, như vậy là có điều kiện nha quý vị. Tôi báo luôn đúng mùi đó không? Đúng không? Đúng nha. Ừ, ok. I know that he's using Creed perfume. But his makeup is so white. It looks like the color of a LGBT. Why no? Because he come from the Hà Nội. The north, right? Cái vấn đề là người đàn ông Hà Nội á, thường nha, 24, 25 có khi đã lập gia đình rồi. Thiệt. Trông rất là sáng sủa, lại còn có công việc ổn định. Thì em nghĩ nếu mà anh ta không chủ động thì các cô gái cũng tấn công, đúng không? Thì chỉ thấy anh này anh đã có tất cả rồi, chỉ thiếu mỗi vợ thôi. Thì có lẽ đâu đó là anh ta đã có cái người mà, và có thể chính là cái cô bé trong cái clip đó. Mà cái mặt này, xin lỗi bạn nếu học đúng, hơi gia trưởng luôn. Hơi gia trưởng như vậy nhiều khi lại hợp với cô này, cô thích kiểm soát. Không, khác nha em, cái này mệt nha, cái này mà đụng là mệt nha. Không, nhưng mà cái kiểu người đàn ông này, chị nói em nghe nha. Dạ. Bận như thế ra ngoài văn phòng lập công ty riêng là rất đau đầu. Nhất là cái mùa như thế này, tiền vặt mặt bằng này, các thứ này, nó rất là chậm. Mà suốt ngày nhắn anh đang ở đâu, làm gì, ăn trưa chưa, ăn tối chưa, về chưa, mấy giờ là chết đó. Mà em ở xa nha, anh ta ở Hà Nội. Cho nên chị nghĩ là khó đó. Nhưng mà khả năng là khó có cửa, bởi vì là dễ là cái cô đó là cái người mà bên cạnh anh này, cho nên chị chọn là đã có chủ rồi. Không, nhưng mà thiệt hồi nãy em coi cái clip thì em cũng thấy là hơi nghi là cái cô ở trong đó là vợ của anh này đó. Ừ. Trong clip nhiều cô thế nhờ. Em vẫn đỏ ha. Dạ thôi em vẫn đỏ nha. Ok, Vinh sao Vinh? Tham gia lần thứ hai và đây là cái ca khó nhất tôi từng thấy, là tôi không có nhận được cái gì hết. Không, lần trước ông nói tôi câu y chang vậy đó. No, lần đầu. Thì em á, anh nói thiệt á, nếu mà em làm điệp viên hợp lắm, em biến thành ai người ta cũng trời đất ơi, nhìn vô không nhận diện được em. Nếu mà nói em là giới tính thứ ba, anh cũng có cái niềm tin. Nó rất là khó để mà nhận ra em. Nhưng mà cái cảm nhận đầu tiên là có cái người kế bên rồi. Ok. What about you, lady? Well, you know, at the beginning when you asked me what did I think, I said, oh, I think I know who's purple. How you think about the man tonight? I think I can tell which one is purple already, I think. And I thought it was him. Uh-huh. Because just the way he walked and the way he has his hair and he's very white. And then when I watched the video, the way he spoke, I really, really, really thought that he was purple. But then when he said they revealed that he's from Hanoi, with my experience on the three times that I've been here, every man that came from Hanoi is not purple. So I don't think you're purple.
So therefore, like everyone else, I think he's not single. I think he's red. Full red. I think so, yes. Quý vị khán giả giúp tôi với. Wow. 34% đã có chủ, 59% và 7% là giới tính thứ ba. Thật ra 34% đã có chủ là khán giả cũng cảm nhận giống giống mình đấy. Đó. Ôi giời, nhà to đấy. Wow. Wow. Chào em, anh là Huy. Hiện tại anh đang làm giám đốc điều hành tại một công ty thiết kế và cung cấp nội thất cao cấp tại Việt Nam. Oh, really? Gặp anh này đâu rồi á? Đã từng có thời gian làm việc tại Đức, đâu rồi? Cũng như là cơ hội đi vòng quanh trên thế giới, nhưng anh vẫn quyết định quay về Việt Nam để thực hiện công việc này. Rồi, đã gặp anh này rồi. Ngoài thời gian dành cho công việc thì mỗi người cần có một cái khoảng lặng cho riêng mình. Và anh dành thời gian ấy để chơi tennis. Thể thao là một niềm đam mê của anh. Nó cũng giúp anh tăng cường sự sáng tạo, nhiệt huyết và năng lượng trong công việc. Với anh, mỗi điểm số trong một trận đấu tennis đều bắt đầu từ một cú giao bóng thật chính xác. Và anh muốn dành cú giao bóng này để ghi điểm tuyệt đối trong mắt của em. Em ơi, nhìn xa cứ bảo khó gần, sao không thử lại gần, biết đâu lại khó xa. Hãy chọn anh em nhé. No, 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 đây là một cái bẫy. Cái combo mà công ăn việc làm ổn định, chơi tennis, sống một cuộc sống rất là healthy and balanced từ Đức về. Trời ơi, không thể nào mà nó thoát được khỏi cái màu đó hay sao đó. Chị có thể nhìn trong ánh mắt của em, chị biết đâu đó có gu. Tuy nhiên anh ta có tất cả những điều kiện đó. Anh ta là gu của mọi nhà. Ai cũng sẽ muốn ở bên cạnh một người đàn ông như vậy. Cái duy nhất mà làm chị băn khoăn ở đây là chị không tin là anh này còn độc thân. Tất cả những cái combo đó nó chống lại anh với cái đôi giày tennis màu đỏ đó nữa. Cái người đồng hành cùng với anh, cả hai người cùng tập, một cái cảm giác rất rõ ràng như vậy. Cho nên là vẫn phải rơi biển màu đỏ cho anh. Thật ra tôi nói thiệt, men là chắc rồi. Cái cách nói chuyện rồi cái tai dơ đưa cuốn sổ thôi. Men mà nó men không thể nào men hơn. Thở ra mùi đàn ông mà. Tóc tai kiểu này bước xuống thần. Là thấy được, thấy không? Tao cho mình biết cảm giác gì không? Lão gia. Cái bẫy, đây là cái bẫy. Lão gia, gia chủ của ngôi nhà này. Lão gia bữa nay ăn gì à? Đó là người ta là phải có gia đình hết trơn hết trọi rồi. Excuse me. It's a Rolex. Tất nhiên rồi, từ Đức về rồi làm một cái ngành nghề làm đẹp như là nội thất mà. Hồi nãy nội thất của anh là nhập khẩu châu Âu à? Nếu mà em sắp tới em làm thì nó có cái discount. Nếu mà em đổi bảng xanh thì có được gì không? Trời ơi. Discount. Không có cái bẫy nào. Không ơi, không có cái bẫy nào hết trơn. Trời ơi, bình thường. Không đùa chứ, thật sự. Em không tin chị luôn. Thật sự là rất khó. Trời Giang, anh không tin là một cái con người mà sống như em luôn á Giang. Chỉ vì vài đồng tiền mà em không thừa sức kiếm mà em có thể đổi lấy cái niềm tin của một con bé đó đang bị chơi với. Nhưng nói thật lòng, nó khó dơ biển khác cho anh lắm. Cái mặt của anh nó cũng đỏ nữa kìa. Hai đôi giày trong clip, cái mặt cũng đỏ nữa. Trời ơi, càng đỏ nữa. Ê, nó nghe nè, cái ông này mà bây giờ độc thân tôi mới xỉu nè nha. Xỉu. Em thì em cũng đang nghĩ là độc thân luôn á. Tôi không biết sao á. Tôi nói thiệt nha. Bây giờ mọi dữ liệu á, mọi feeling là chắc chắn đỏ. Đỏ tới 98%. However,
cái chương trình này tới mùa 3 rồi em đâu có bưng một cái mâm mà nó dễ ăn, nó dễ nuốt mà nó lộ liễu như vậy đi cho, đúng không? Cái ca thứ tư này thì cái chân mày là quá lộ liễu. Rồi cái ca thứ năm Thành Đạt thì quá lộ liễu, mà em làm như vậy mà nó đúng nữa thì em coi thường biên tập chương trình quá, đúng không? Mà nãy giờ là bạn huyền thoại đó, là bạn nói là bạn rất là, đây là gu của bạn đó. Bây giờ nếu như mà anh này nè, ảnh cố gắng, ảnh làm việc, ảnh lên một cái vị trí như vậy, quá mất cái thời gian để mà ảnh cố gắng cho cái sự nghiệp của ảnh, thì có thể là ảnh không có thời gian để mà yêu đương. Thì ảnh thật sự là ảnh muốn lên đây để ảnh tìm một cái người mà để có một cái hạnh phúc thật sự với anh thì sao? Ừ chị đấy, không, chị đừng có thời gian xây cái nhà to như thế mà bà không có thời gian yêu đương là dư thế nào? Thì vì xây cái nhà to quá nên là không có thời gian, bận xây cái nhà rồi. Ơi, bây giờ khổ nhất là cứ đánh tennis xong rồi lại đi xây nhà, xây xong đó, rồi đánh tennis, chưa có ai đánh chung. Đàn ông xây nhà là có đàn bà xây tổ ấm trong nhà đó. Chết thiệt, cái nó nói không cãi nó được luôn em ơi. Rồi nhiều khi anh giả bộ đến anh bàn ra mà nói cái cũng không có bàn ra được nó thiệt á. Sao bảo anh độc thân phải không? Thì nhìn thì em nói với anh rồi, 98% là như chị Giang em nói đó. Em muốn tin cái gì nó thú vị hơn đúng không? Dạ em tại vì trong thật sự nếu mà để nói á, trong 5 người á thì gu em là gu số 5. Mệt quá à, không có. Ý là em nói là cái anh này là anh hợp với cái bạn này. Thì gu em thì cũng đúng là cũng giống vậy. What? Không, nghĩa là Thành Đạt rồi nói chung là nhẹ nhàng, anh nói chuyện nghe rất là nhẹ nhàng. Trời, gu là gu sành Thành Đạt đúng không? Không, nhưng mà hãy cho thử một cái gì đó thú vị, okay, đem okay, một cơ okay. hội gì đi. Rồi một người đàn ông Thành Đạt nhìn một người đàn ông Thành Đạt nói đi. Khi mà bước ra một cái á, thì mình có quan sát là anh này là cái người hào hứng nhất. Và nhất là khi anh nhìn thấy cô gái. Oh yeah. Anh nhìn một cái là wow. Thì ngay từ đầu mình đặt cho bạn á, là bạn là một người độc thân. Khi mà bạn bắt đầu nói chuyện á, thì mình lại có một cái chút gì đó nghĩ bạn là màu tím. Cái cách bạn rất là từ tốn, anh không tin đây là người đã có chủ. Ok, phong cách người chơi. Yeah. You know, he's so perfect. Yes. You know, handsome, great body, takes care of himself, wears a Rolex. So I kind of think he's too good to be true. He's got to have somebody. There's no way he can be single. But I don't know any man who is interior designer. I know is gay. Is purple. Really? Architect is different. Architect is they design houses, they design rooms, you know? But interior designer, they look at glasses, crystal, they look at curtains for material, they look at sofas, they look at cushion, which goes with this color room. So they're more artistic, they're more purple side. But excuse me, look at, you see that he has a square shape face. Yeah, and? It's me, the structure of the bones, it's so developed, so. So, and? Well, I remember, I met him before. You know him? In one restaurant, I saw you before. And was he with a girl or boy? He focused on the girl. No purple for sure. But did you see him play tennis? When he hit the bar, he went. Are you sure that wasn't his sister or his auntie? I sure, no purple for sure. Believe your feeling. Okay, for now, because he's interior designer, I think he's purple. I could be wrong. Dạ có thể cổ sai nhưng mà hiện nay là cổ nghĩ như vậy nha. Và cổ không tin Hương Giang bởi vì cổ biết Hương Giang là thường nói cho có cho vui vậy thôi. No, I met him before mà. Ok, mời quý vị. Ôi, single à. Ờ, 92% độc thân nha. Chỉ số hơi cao. Chào em, anh tên Tống Văn Khoa, hiện đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông và nightlife. Đầu tiên, anh giới thiệu với em về công ty truyền thông do anh sáng lập, South East Entertainment, với một studio riêng chuyên sản xuất âm nhạc và TVC. Đã bao giờ em nghĩ sẽ có một ngày được nhảy trên chính bản nhạc giống như mình làm chưa? Hãy nghiêm túc nghĩ về điều đó nhé.
thêm một chút về công việc và cuộc sống. Anh từng theo học ngành quản lý truyền thông và sản xuất phim tại Singapore. Sau khi về nước, anh cũng đã từng có cơ hội làm việc tại một số MC lớn của Việt Nam. Hiện tại, anh cũng đang đầu tư vào ngành F&B và nightlife. Năm 2018, anh từng thử sức mình với một sản phẩm club. Đến năm 2020, cùng với những cổ đông của một công ty ẩm thực, anh phát triển thêm một mô hình lounge mới. Anh là một người thích tận hưởng cuộc sống, xe và tốc độ là sự lựa chọn của anh. Drift xe hay chạy track đều không hề dễ dàng, nhưng anh thích những gì mang tính thử thách. Chất quá rồi. Ôi trời ơi, là còn đánh góp, ôi trời, cùng trung tâm với em luôn. Trời ơi, quá anh lâu cùng rồi bạn bè tập góp vào những buổi chiều cuối tuần tại các golf park khu vực phía Nam. Anh thích tổ chức những buổi barbecue cùng bạn bè tại nhà. Vì hơn là em có thể dạy anh nhảy, anh hứa sẽ là một cậu học trò chăm chỉ. Càng khó khăn thì càng kích thích, càng thử thách thì càng đáng chinh phục. Và em chính là thử thách xứng đáng nhất của anh. Không cần quá nhiều lời hoa mỹ lúc này, anh nghiêm túc đề nghị được nhận bó hoa từ em. Tôi thấy có một cái mùi đại gia gì giống ông Cao Thắng ở đây. Không biết nhưng mà người em rung rung lên này. Em đúng gu em. Hương ơi, lên em ơi, xem này. Tại em thấy đánh golf ở cùng chỗ em hay đánh nữa nên là người quen rồi em. Chị tém lại chị giúp em mà chị cứ đổ ra. Người quen mình rồi. Ghê hai người đánh cô này thật sự luôn. Hai em cứ tưởng là em đang ngồi trên xe của anh đấy. Lúc mà khoảng khoảng có. Em ơi, em thay xe rồi, mình mất bình tĩnh rồi Giang ơi. Em kẹo xong em say ngã này có. Không không. Em thì thấy cũng rất là hợp với bạn luôn á. Bạn đi tập xong về nhà là lái xe đi chơi vòng vậy cũng là rất là thú vị đúng không? Dễ thương vô cùng. Đây là phong thái của những đại gia tương lai. Phải là thiếu gia đó. Không không, không phải, có nghĩa là vậy nè. Thiếu gia đó là chơi phá của, là gia đình giàu sẵn rồi có tiền này, cái đi ăn chơi này, trải nghiệm hết mọi thứ. Nhưng bạn này, cái cách bạn trải nghiệm á là bạn đi học hành rồi tìm hiểu về cái đó. Đúng nghĩa là sống là enjoy cuộc đời. Và cái người đó có cái định hướng, có cái đường đi và cái tầm nhìn xa lắm. Bạn ấy già hơn cái tuổi bạn ấy rất nhiều. Em, nhà anh có đứa em gái nó cũng là... Có gì lắc điện thoại anh nha. Thành. Lần đầu tiên em thấy mà không phải là bọn em mà là anh dành cho phần về nhà anh luôn đó. Luôn anh ơi. Cái đó có được anh. Thành mới biết là nhà người ta ok rồi nhưng mà mình cũng làm ra tiền mà mình cũng anh ok rể mình mà. Là MC. Em nghĩ sao về điều đó? Đúng không? Thôi. Cũng đáng đi suy nghĩ chứ. Chị Thi trước đi, em muốn nghe Thi nói chị gì công bằng đi, nếu tôi lợi đi tôi đi quá giới hạn rồi. Không, phải nói là tôi ưng cái chương trình này ghê á. Ưng quá luôn chứ. Giới thiệu gì mà anh nào tôi cũng ưng. Tại vì tôi hiểu tính của Nhã Khanh và tôi hiểu cái sở thích của Nhã Khanh. Dân sport rất là thích một cái gì mạo hiểm. Chết rồi, con em tôi mất một vé rồi. Thực chết. Ra với Thi hay là với Nhã Khanh á, Thi nghĩ là để mà thấy xe hay để mà thấy đồng hồ thì với Nhã Khanh không phải là cái để Nhã Khanh thấy ưng đâu. Chị ưng bạn là... Chị thấy lúc đầu bạn đeo cái máy quay à, rồi sau đó bạn có cái phòng thu âm. Mà bạn có nói cái câu là về sau rất là hợp những cái âm nhạc của bạn rồi để Khanh nhảy các thứ á, thì chị thấy là có thể Khanh nó để ý những cái đó cơ. Thì em thử tìm hiểu bạn ấy xem. Về tướng ấy, tai được, tai này là tai thông minh đó Un. Mặt này là mặt trong truyện Doraemon, ta gọi là mặt Deki. Là cái mặt gì? Deki. Sao thì không biết là mặt Doraemon, mặt Deki là mặt gì? Giỏi trong Doraemon vậy, bạn học giỏi. Cái tuổi thơ không có mà không hiểu Deki là ai. Không biết Deki là nhân vật đẹp trai nhất, xịn nhất trong Doraemon. Sao nghe như Deki như kiểu giống khỉ á. Xanh đi, không cần biết, nhắm mắt lại, xanh. Không, xanh thật mà. Xanh. Xanh. Em cũng xanh luôn. Hương xanh. Giang, xanh đi em. Không. Cái gì nữa?
Tại vì do cái gì bày ra trước mắt thì nó cũng không có giống hết. Em chị ơi, bởi vì em ngồi đây nhiều số. Đúng rồi, không có cũng cái chuyện tin vào cô này nhiều. Em đồng ý là em sai nhiều, bởi vì em cẩn trọng. Nhưng thà như thế còn hơn, đúng không? Thì mình còn nữ chính, mình còn bảo vệ. Chứ cái gì cứ thấy long lanh, lóng lánh, hàng hiệu, cái thứ là em mới chọn đi. Không, cái đó chị đồng tình với em đó. Như nào, để cho em khó tính một chút, để em ngồi đây. Không lẽ không ai nhìn thấy cái sự lung linh đó hay sao? Nếu như anh ta là một người kén chọn đi chăng nữa thì không lẽ không ai tấn công anh ta hay sao? Vậy thì mình cũng phải đặt ra một cái trường hợp như thế để có mà mình nghi ngờ. Ơi, tấn công nhiều lắm, nhưng mà bây giờ đang chia tay, đang độc thân, tới đây tìm bạn gái mới, vậy đi. Vậy đi, người ta thích chung sụng sao? Đấy là một cái mới. Thì em nghĩ là anh em đỏ. Sao cơ? Chuyện nó bình thường đúng không em? Có khán giả nè, mời quý vị. Nhìn đi, một mấy trong những con số bình chọn độc thân cao nhất lịch sử chương trình. Thưa quý vị, ai cấm một người hoàn hảo độc thân? Ai không cho một người hoàn hảo đang trong tình trạng cô đơn nhất của đời mình? Ai chứng minh rằng một người đeo đồng hồ Hublot không muốn đưa cái đồng hồ đó cho người đứa khác đeo? Em yêu cầu là quay lại đúng cái đoạn này. Một lát nữa mà anh ta màu đỏ thì chúng ta sẽ phát lại. Hay bây giờ ai cấm một người độc thân bước tới đây hoàn toàn cuối chương trình có thể trở thành một người có gia đình. Ai? Tôi nói thiệt, kiểu gì kiểu nó là em rể tôi rồi, vậy đi. Trời ơi, to quá vậy. Chào em, anh là Tuấn Anh, hiện đang là co-founder của khách sạn Lò Gia Đanh Sacre Sài Gòn. Ngày trước anh có thời gian học tập và làm việc khá lâu tại Hàn Quốc. Sau khi về nước, anh đã quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Cơ duyên đã đưa anh đến với ngành khách sạn khi mà mọi thứ còn là con số 0. Đến thời điểm này, anh đã kinh doanh khách sạn được 5 năm rồi. Và đây là khách sạn mà anh đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Kinh doanh khách sạn đòi hỏi anh phải khéo léo và tỉ mỉ. Sự đam mê là điều không thể thiếu, và hơn hết là bản năng thích chăm sóc người khác. Ngoài ra, anh có sở thích chơi golf. Golf là môn thể thao đặc biệt. Ở đó, đối thủ duy nhất của mình chính là bản thân mình. Ở môn thể thao này, anh tìm được rất nhiều điểm tương đồng với ngành kinh doanh khách sạn của mình. Mèo là những thiên thần mà anh rất thích từ nhỏ. Và hiện tại, anh cũng đang dành rất nhiều thời gian để chăm sóc chúng. Được nhìn ngắm và vui đùa với chúng là hạnh phúc sau mỗi phút giây làm việc căng thẳng. Em à, chẳng ai yêu nhau mà không có điểm khác biệt. Những điểm khác biệt duy nhất giữa anh và em cho đến thời điểm hiện tại là em đang phân vân giữa anh và bốn chàng trai kia. Còn anh thì chỉ hướng về một mình em. Hãy chọn anh em nhé. Sarangamita. Em chọn đó anh. Cô em. Không, em chọn cho em nó. Đó, em chọn nha. Cái ông này ở ngoài nhìn được lắm á chứ không phải không đâu. Chủ khách sạn ông này đẹp, ngay mặt tiền quận 4 gần nhà tôi luôn. Dạ. Khách sạn xịn đẹp. Nhưng nè, co-founder mà tất cả những cái người mà em quen trong ngành kinh doanh khách sạn nha, cái combo là kinh doanh khách sạn, đánh golf, bất động sản nha, combo đó combo nha. Combo bắp nước đầy đủ. Anh này là nuôi mèo nữa nha. Nuôi mèo nha. Anh này là còn đỏ hơn cái anh số 3 này nha. Maybe bây giờ em lại có thể là xem xét lại cái bạn số 3 nha. Mà anh này đỏ hơn cái bạn này nhiều luôn đó. Anh này là đỏ, đúng nghĩa là đỏ nè. Người ta cỡ đó tài sản không thể giữ một mình được, phải có một cái người nào giữ phụ chứ không có cách nào mà. Anh là đỏ nhất trong cái số này hôm nay luôn á. Đỏ Trung biết gì luôn. Về đi chơi đi em, đi về đi. Em thì cái anh này anh vừa có một cái nét hơi trẻ con, kiểu như cũng còn độc thân, nhưng mà cái cách mà anh nói chuyện á, lại có một cái sự tự tin của cái người chắc là đã có chủ rồi. Nhưng mà cái sự chỉnh chu của anh á, thì lại thấy anh rất là tỉ mỉ và cũng có tím tím nhẹ trong đó nữa, cho nên anh này cũng làm em hơi phân tâm. Không có tím đâu em ơi, không có cái cửa nào tím đâu. Thôi em chọn gì giống bộ đồ của em cho đẹp chơi thôi. Tím ha, cũng được. Thứ nhất là cái độ đen của cái bàn tay của anh nó rất tương thích với lại cái mặt. Vậy là này vô chơi golf. Vậy là lúc đầu trắng nhưng mà do đợt vừa rồi là đi nghỉ mát. Chơi golf quá. Chưa có hồi da nha. Chưa có hồi da. Và em có quen một cái anh là trưởng hiệp hội golf của châu Âu. Anh đó năm nay là 50 mấy tuổi, đáng lẽ em phải kêu bằng chú á. Nhưng mà ổng quá trẻ trung và ổng vẫn độc thân cho đến bây giờ. Vì ổng mới sống ở châu Âu.
Còn đây là chỗ một giờ sống ở một đất nước mà mọi người đến tuổi là sẽ lập gia đình cưới vợ ở Hà Nội. Trời ơi không có nhân. Cái gì tin không? Ra đi. Nhưng không biết sao nhưng mà Nhân nhìn anh Nhân vẫn feel được rằng là anh độc thân. Cho nên là Nhân chọn màu xanh lá. Sao ngày hôm nay em giống anh Nhân dữ vậy ta? Nhỉ hả? Tôi màu xanh, còn Ali màu gì? Này là... Theo như em thấy, cưới vợ là sẽ hơi mập xíu. Tại vì... Ê, đừng em. À, dạ. Đâu có mập xíu đâu Ali, nhiều xíu nha Ali. À, vậy là nhiều... Dạ. Thôi vô ngồi lại đi nè. Em đâu có cố tình. Trường quay bữa nay ai thấy tôi mập? Bữa nay ai không thấy tôi mập trường quay? Đâu có mập. Sao nó vỗ tay mà nó phân vân dữ vậy? Thôi anh vô đây ngồi. Vỗ tay là phải dứt khoát chứ. Thôi thương thôi anh ơi. Không phải nói như vậy. Thôi bình tĩnh. Bình tĩnh. Không gì hết trơn á. Không gì hết trơn á, anh mập thiệt mà. Tiếp tục chương trình. Nói. Dạ. Là cứ mỗi lần tới mình nói là có chuyện xảy ra mình đã hay quên. Mà cứ mỗi lần nói là không, Duyên nha. Sao nha? Duyên nha. Duyên. Cái chỗ này em vừa nói nhường Nhân trước kia chỗ này có chuyện. Tự nhiên đâu có biết đã nhường rồi mà vẫn bị chuyện đây. Bây giờ mình ráng nói mà không có chuyện nè. Nói tới cái khúc có hay không tận cùng cô đơn rồi. Dạ. Dạ, tận cùng cô đơn. Bây giờ ráng nói một hơi cho trôi chảy nghe không? Ok. Thì đối với lại dạ cũng không có chuyện từ anh nữa à, nên để yên đi. Nói đi. Quên nữa rồi đó. Có không từng cùng cô đơn. Dạ ok. Ok. Bạn này thì là kiểu nhìn vẫn rất là roi nè, xong rồi còn nuôi mèo rồi có một cái khách sạn mà có nghĩa là rất có nhiều thời gian cho bản thân mình. Yeah, chứ không thể nào mà có gia đình mà đi chơi được rất là nhiều thứ như vậy. Hai con mèo nha. Đúng rồi, không nuôi được chết. Hai con mèo. Hai con mèo thì ra sao mấy người có nuôi mèo đâu mà biết, mèo nó dễ chăm gần chết. Không, độc thân. Chắc chắn là anh là độc thân theo như quan điểm cá nhân của em. Cũng đúng nhưng mà feel you đen you spend the time with the family. You go to the beach, the Hồ Tràm, the Long Hải, the Vũng Tàu. And you phơi nắng and you đen. Yeah. No, you go with the vợ, with the ông bà, with the má vợ, má ông nội vợ. You ăn cua, ăn ghẹ, and you phơi nắng and you đen. That's and for you là wear the bikini with the mũ. Còn em for you trắng nha, còn you đen nha. Trời trời, yeah. Biết vợ ta trắng luôn. Mời quý vị. Hello em, anh tên Matt. Anh là người Singapore. Hiện tại anh đang sống một mình và làm việc tại Việt Nam. Sự nghiệp của anh bắt nguồn tại đất nước này 4 năm trước. Anh là CEO đang vận hành một nhà máy CNC và gia công chi tiết linh kiện cho thiết bị sản xuất công nghiệp thuộc tập đoàn của châu Á tại Việt Nam. Và anh là một vận động viên golf là ngon lớn sống để giải tỏa ưu phiền và để giao lưu cùng đối tác trong công việc. Nghe thì cuộc sống của anh hơi bị nhàm chán, nhưng anh lại là một người đam mê xe và tốc độ. Anh thích những ngày rong rủi cùng bạn bè trên những tuyến đường xuyên Việt và cảm nhận tốc độ cao trong trường đua. Từ công việc cho đến sở thích của anh đều cần sự tỉ mỉ và chính xác. Cho nên cá tính của anh là một người thực sự cẩn trọng, cẩn trong cẩn thận, không làm em bị tổn thương thêm lần nào nữa. Trọng luôn coi trọng em. Em à, cuối cùng gặp được nhau là do ý trời, nhưng có thể ở gần nhau hay không là do ý em. Hay chọn anh em nhé. Excuse me, ladies and gentlemen. At first, we see him at the yeah in a very black.
So we tưởng him no handsome. Yeah. No. Đi đánh góp nhiều đấy. He got. Nhưng mà cái quả anh taxi cà này là gì đây? Mấy giờ rồi vậy cà? Cái này chắc AP hả? À, Rolex. Oh my god. It's Rolex. À, anh có thể tháo cái mắt kiến ra một tí được không ạ? Anh vui lòng tháo ra một tí. Wow. Ôi. Ông đáng yêu hơn nhiều. Ông đeo cái mắt kiến vô mà được từ xa mình cảm giác ông bị già, không phải. Khẳng định nha, gương mặt này trẻ, chắc làm CEO nên già trước tuổi chút xíu. Vé xịn nha. Ok. Đẹp nha. Ok. Okay. Khác biệt nhất trong năm anh. Ok. Rolex nha. Okay. Rolex mà lại đam mê tốc độ mà lại xe cộ thì lại cũng là một Fast cái... and Furious. Lại một cái kiểu gu khác đấy. Đây là mỗi tối đi làm về là cứ phóng phù vù đấy. Các em ơi, gia đình mình ơi, Giang nó là dạng Disneyland mà. Cái kiểu gì nó chơi cũng được, em hiểu không? Nó dễ hòa nhập lắm. Kiểu gì nó cũng nhập được nên mình không lo về gu. Chứ còn ngoài ra là trải nghiệm là của Giang. Ôi sao lại cũng vẫn là khó, nghĩ khó là khó. Riêng cái anh này, cuộc đời tôi thì tôi thấy nhá, đa số dân golf á, hầu hết là có gia đình. Đúng không? Mà thường là chỉ chơi khi đã an bề gia thất ở trong cái biệt thự, rồi tràn đi một cái nhóm bạn 5-8-10 người rồi đó, đúng không ạ? Tức là anh Thành nói chính xác đến nữa, là tức là em đang không nói đến biệt thự hay là gì hết nhá. Mà chồng em là như thế. Ý là chồng em khi bắt đầu ổn định với gia đình rồi mới thì anh chơi. Bắt đầu mới tìm kiếm đến cái đó. Và đó, mỗi lần chơi golf nó phải là giải trí mà nó là làm ăn. Với lại anh nói tụi em nghe nha, thường chơi golf không ai tự chơi hết á. Dạ đúng rồi. Nè, đó đánh nè. Lô đất đó chú nghĩ sao? Thì bạn đánh tới đâu tôi bán tới đó. Nhưng mà biết sao không? Khi mà còn yêu á, cái đó nó rất khó, bởi vì mỗi lần mà anh đi đâu á là đi đánh golf phải đi xa, chứ không phải là ở trong khu vực Sài Gòn hay là gì gì hết, mà nó phải đi rất là xa. Đã có gia đình rồi thì người ta mới yên ổn để người ta mà đi được như thế. Bây giờ mình chỉ có hy vọng thế này thôi, là người ta biết đâu anh đã có một đời vợ. Rồi lắc đầu. Phải không? Lắc phải là không đúng, đúng không? Coi chứ tôi chưa nói nha. Đó là giả sử thôi mà, đúng không? Tại vì mình không loại trừ một trường hợp nào cả. Sometimes thì người ta cũng có thể có một đời vợ. Nếu mà anh lắc thì là chắc là không phải. Thì ví dụ như anh độc thân thì anh cũng tập trung làm ăn, và khi mà làm ăn thì anh cần đối tác, anh đi chơi golf thì đấy cũng là bình thường. Nên độc thân cũng có lý. Nhưng mà em lại nghĩ em không nha. Biết là cái nào đây nè. Em lại nghĩ khác nha, tại vì em nghĩ là cái dòng mà đánh golf á, mà doanh nhân lớn á thì cũng có, nhưng mà cũng có dòng là những doanh nhân trẻ. Dạ. Họ chơi bởi vì họ có hội. Thì họ này cũng những và người họ muốn được vào hội. Đúng đó. Và anh này là một trong những chàng trai mà em nghĩ là rất là đam mê về tự do, không thích ở một nơi. Khi mà anh làm CEO thì anh sẽ đi phượt, xong rồi anh đi đánh golf, anh thích tung tăng đâu đó. Em thiên về anh này với một nền tảng kinh tế vững chắc như vậy. Có gu như vậy, thích phiêu lưu như vậy và đẹp trai nữa thì khó ở yên, khó ở yên. Cao là đã có chủ rồi. Dạ, khó ở yên lắm. Lắc đầu nữa. Bắp giờ bạn, bắp ơi. Giờ bạn đi suka. À, có chủ. Từ nãy giờ em cứ thắc mắc kiểu anh này có một cái điểm cộng rất lớn, đó là khác với cả cửa hàng bánh hay là những cái nghề khác của anh kia thì cái công việc của anh ấy khác hẳn, tức là khác hẳn ngành. Nhưng không hiểu sao bạn em ở Sinh về Việt Nam làm, em quen rất nhiều bạn Sinh mà dễ là màu tím. Em không hiểu sao. Chết rồi. Ông anh này rất hoàn hảo, rất là tuyệt vời. Em chết đã rồi. Có những người bạn mà chơi golf. Excuse me, tím đánh golf, have you ever seen that? Yeah, bất có. Yeah. Em có một người bạn chơi golf. Really? Especially là from Singapore. Vâng, đặc biệt là về Singapore. Em có rất nhiều bạn là... Ủa Singapore nó cấm người đồng tính chơi golf, hay sao phải về Việt Nam chơi hết thì tụi em? Em nghĩ là cái việc chơi golf thì em nghĩ là mọi người đều thích chơi. Đúng, không phải về việc chơi golf, nhưng mà em lại có rất nhiều người bạn Singapore về kinh doanh mà màu tím ạ. Được phép. Em được phép. Phải có dư luận trái chiều. Cảm ơn Nobita. Chết rồi, Nobita nói một cái điều mà đề khi đồng ý hả? Đúng chưa? Linh Hua, đề khi hãy lên tiếng đi. Linh Hua đề khi. Tại thực ra em cũng không phải là bạn, nhưng mà em đã từng lắng nghe một vài câu chuyện của những bạn trong giới, là có những cái bạn làm về business rất thành công, rất là giỏi, rất là giàu. Họ làm việc rất là chăm chỉ, cho nên cái chuyện tình cảm họ thường ít nghĩ tới.
Nhưng mà nên thường những cái người đàn ông mà thành công này, có sự nghiệp các thứ rồi họ mới nghĩ tới chuyện tình cảm, thì lúc đấy họ mới phát hiện họ là ở xu hướng giới tính nào vậy đó. Thì kiểu vậy, họ tập trung vào cho sự nghiệp mình trước. Trời ơi, em không lẽ tập trung sự nghiệp tới mức độ không biết mình là ai? Anh không đồng ý điều đó nha em. Ê đi khi ơi, bữa nay anh đã phá em nha, bậy nha. Có những người thật sự họ không em, họ chỉ có cái là họ gác lại, họ tạm yêu thôi, chứ còn cái chuyện mình là cái gì là phải biết nha em nha. Không có nói vậy được. Ừ. Không có mà. Singapore. Thôi nhưng vẫn nhưng. Bạn này không, cái đó là cái một, có một cái luồng suy nghĩ thầm kín chạy qua. Thôi đi khi làm gì không được bây giờ. Không, anh hôm nay cho em lực bánh tráng xíu anh. Nhưng mà đã có người nói ra cái điều đấy thì em nghĩ là thì ra không phải là bất chợt em có một cái suy nghĩ như vậy. Okay. Như là em chỉ định hướng thêm với cái idea của nhưng anh Verastor. Cuối cùng đó là nói về cái công việc này và cái sở thích của anh ấy, từ golf cho tới đua xe tới bạn bè hangout các thứ á. Thì em thấy bạn ấy thực sự enjoy cái cuộc sống này và bạn ấy rất là vừa chăm chỉ mà vừa vui nữa, giống Giang. Có một cái điều rất là giống Giang, có thể là làm việc là lao đầu vào, làm rất là tập trung. Nhưng mà khi chơi, Giang cũng là người ở ngoài chơi với bạn bè, chơi với lại tất cả mọi người rất là hết mình và có nhiều cái sở thích thú vị. Thì em nghĩ là maybe em muốn có một cái cơ hội cho bạn em. Nhìn anh này, em thực sự là em cũng là đầu óc em trống rỗng. Em xem cái clip xong thì em thực sự là em rất là thích cái background của anh này. Mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Mà anh ấy là hoàn hảo theo cái cách mà vẫn còn rất là đơn giản nha. Em cảm giác như anh này chỉ đang là gọi là dồn mọi thứ và tập trung vào công việc, cũng như là enjoy cái cuộc sống của anh ấy. Và em có cái cảm giác là anh này chưa có chủ đâu. Nhưng mà nói cho em nghe, nếu mà như Phúc nói thì anh này phải rất cầu toàn nha. À, cầu toàn hả? Chỉ có cầu toàn thì mới không có thể chọn được người yêu. Tại vì đúng không, với cái background kiểu đó, kiểu cũng khó tính trong cái việc lựa chọn, kén chọn. Rồi, chị Giang cũng thế mà. Không, thì đúng rồi à. Em ơi, tất cả những cái người mà thường người ta độc thân lâu là do, một là ế thiệt, cái thứ hai là cái tiêu chuẩn họ đưa ra hơi cao. Nhưng mà cao thì mới gặp cao chứ. Mây tầng nào gặp mây tầng đấy. Đó kiểu vậy đó. Thì mình phải là save the best for last thôi. Rồi dư bản đi Doraemon. Em khó quá này. Mèo ú đưa đi ngay đi, mèo ú à. Em không biết như cái nào đấy. Thôi thì em cứ giơ xanh đi. Xanh luôn nha. Rồi. Chết rồi, em ba xanh rồi đấy. Ba xanh rồi, ba nha. Ba xanh rồi, tôi chết rồi. Quý vị khán giả xin mời. Ôi, wow. Ôi, anh này 96 wow. Nha. Wow. Em ơi, này 96 nha. Ôi. Dã man. Anh Thành. Có khi nào vì thương em quá cái rồi hết xanh. Anh mới nói em rồi nha. Có thể là thương nhiều quá. Nhiều khi á hả? Yêu thương một cách mà mù quáng như vậy cũng không có được. Ấy, nhưng mà mọi người biết đâu là biên tập lần này thương chị cho 5 xanh. Em điên à Phúc, mà em chơi kiểu gì? Không, nhưng mà tiếp đi, chắc là sẽ có thay đổi đấy. Thay đổi nhá. Thay đổi nhá. Ok. Nhớ.